Xin chào các nhà của Mickey King đến cùng sau Mỹ. Hôm nay xin mời các nhà cùng vào bếp và trổ tài của món chả cá nhé cả nhà. Trước hết thì mình hầm sườn cho ngọt nước, sau đó thì khoảng 1 tiếng cho chả cá quét vào. Rồi mình cũng cho thêm phốn và cà chua vào nữa nha. Món chả cá thì phải có phốn cà chua, đáng lý cũng phải có bia rợ. Nhưng mà không có thì mình nấu như thế này cũng không sao, cũng vẫn ngon. Mình quét chung nước thì mình hầm sườn cho nó ngọt nước. Chả cá một nửa nướng, một nửa mình cho sống vô đây. Rất là ngon. Cho chả cá xong nó sôi lên thì mình sẽ cho cà chua với lại phấn vô. Mình để một phần chả cá mà đem nướng nè. Khi chả cá đã chín thì mình sẽ cho khóm và cà chua vào luôn nhé. Về phần nêm nếm thì cả nhà chỉ cần cho bột nêm, mắm, muối tùy theo cái khẩu vị gia đình của mình nha. Mình thì ăn rất là lạc cho nên gia đình mình không có nêm nếm nhiều. Cái nêm nếm tới lúc mà mình hầm xương thôi. Còn sau đó khi mình nấu xong thì cũng không có cần phải nêm nếm nhiều lắm. Chả cá thay vì chiên thì mình bỏ vô air fry mình nướng. Bây giờ mình cũng cho vô nồi luôn nha. Xin mời các nhà cùng thưởng thức món bún chả cá vừa làm xong nha, rất là ngon, nhạt hấp dẫn lắm, rất là bổ dưỡng nè, không sợ mập nè. Giờ thì mình ra thăm vườn ha. Đây, khoe với cả nhà, đây là rau tiếng vua, lên đây nè. Bây giờ mình sẽ dăm nó ra. Cái cỏ mình nhổ hết, có dài mình dăm nó ra. Thì cái nào mà dài quá là mình dăm ra này, còn cái nào mà nó thưa thì mình cứ để nó dài cho nó lên. 10
đã lắc tơi tả luôn. Cây hai cây đầu rồng chết mất một cây rồi, chết tiêu luôn. Còn một cây mà eo ụt dưới đất không lên nổi luôn. Bên kia xả này. Cây hồng nứt lá rồi nè. Để giống cây ngò rí. Hồng đã nứt lá. Có bị sâu ăn chết rồi. Quá trình luôn. Anh chồng này không nói được, như là bị chết hết cả sàn cỏ luôn. Nhờ anh chồng này mới phát hiện ra cho ông con tiêu luôn, tiêu tùng hết cả vườn cỏ. Thôi cỏ đi trồng rau luôn đi chứ. Cỏ gì đây? Mấy cái này là mấy cái cỏ dại nè, giết hết. Dầm tiếp nè. Giờ đêm nay dầm. Dầm chút cũng xong rồi, tối rồi. Khoảng 3 tuần nữa sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Xem nó như thế nào. Mình lần đầu tiên mình trồng cái loại cái tiếng vua đấy. Cái tiếng vua đây. Ôi giời ơi, tao đi vô nhà thôi, tối rồi. Tao thui tao mò rồi, đi vô thôi. Bây giờ rồi 8:30 rồi. Đây là những cây salad son mình để giống, bây giờ nó rậm rạp, nó ra toàn là hạt giống không. Nhìn đã ha. Tình yêu của em nè. Đây ngọt cũng để giống rồi, đây là cải ngọt nữa nè. Cuối tuần này sẽ ra thu hoạch để phơi khô. Còn đây là cải nè. Âm tầm luôn á cả nhà. Nè, còn cái táo này nó đang ra bông nha. Nó có bông nè. Bông táo ra rồi. Thích không? Ra nhưng mà cũng phải chờ coi nó có đậu không nữa nè. Nhưng mà ra là hy vọng rồi. Bên kia cũng ra, bên này cũng ra. Đặc biệt là cây hồng nè. 3 năm rồi nè, bây giờ phát hiện ra nó có trái. Mới tưới cây giờ thấy phát triển nó có trái nè. Đường trái đây nè, một trái nè, bên này cũng có búp nè, nó búp đây nè. Hai trái thì coi phát hiện ra thứ nè, cái này cũng nhiều đó. Thì tới nó nhánh xong rồi nó ra cái trái trong cái nhánh nè. Cái trái ra cái nhánh này nè. Đây đây nè ha. Đây một cái nhánh lá, cái nhánh, cái lá, cái nhánh. Bên này đi coi thế nào, bên này đi coi. Này thì chưa thấy rõ lắm. Chà, mong đợi. Dài cái cổ quá chứ. Không biết có đậu nổi không. Bây giờ mình đứt nhánh là hy vọng rồi đó ha. Từng nhánh vô luôn. Ok. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh Kiên Nguyễn Cuộc Sống Ở Mỹ. Xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Bye bye.